Tổng hợp video hài hước Team A Giang TV. Mày biết nhà này không? Má nó ba đời chồng cái trái mít đó mày. Mà nghèo chết mẹ luôn á. Ủa gì má bà mấy là chồng rồi? Bởi vì có nhiều năm vô rồi chứ 50 triệu vô rồi vợ con nhà khỏe rồi. Trời ơi, linh chơi. Ê Long, biểu ơi. Dạ. Chạy ra mà hai đại không mẹ. Kiếm bóp về tối về nhậu. Rồi. Lẹ mày. Gì mặt mày mày thấy ghê vậy cha? Trời cha ta kêu ra bà hai mua cá bóp cho nó mẹ đi ra con bóp ba tán con cá bóp nè cha. Con kêu cha đi ngoài mua cá bóp tối về nhậu cha. Trời cha chứ. Quá ỉ á. Ôi fan. Làm gì đây hả? Canh mấy gà nè. Cái gì không? Ôi mới học được mày ảo thuật mới nè. Mười ngàn biến ra 2 tỷ luôn. Có mày? Thiệt. Thiệt không? Thiệt. Đâu tôi có 10 ngàn hả? Đâu? À 10 ngàn nè. Đâu làm tao coi coi. Chơi luôn nha. Ừ. Thiệt nha. Rồi, rồi. Rồi. Nhắm mắt đưa hai tay ra đây. Rồi. Trời ơi cái gì vậy cái thằng Quân. Chứ số mà. Tôi ăn cái số mà. Trời ơi kêu 10 ngàn chịu mua gạo không hả? Tướng của bà đập cái đầu bỏ đầu tay cứng khác mai cái chồng bà nó mới nhìn thương bà à đồ cái ông cũng chơi nữa. Ủa anh ba đâu hả? Đâu ngồi đây hả? Ngồi đi chơi sao mặt quần heo gì không chà buồn sao buồn nữa ta ở với nhỏ kia thì có bầu bà về nhà chở tao chơi lặng lép. Nói buồn không? Buồn ừ, tôi đặt không có buồn. Chứ giờ bây giờ tôi nói là chú ba cho ông buồn. Cái thằng Quân dựng về đừng nó khai. Cái thằng Quân đậu xanh bữa nay đi mặt nghinh nghinh trời ông ta mới vô hay vô mánh hay gì vậy? Chúng có 2 tờ chứ nhiêu đu ghê hả? Thiệt hả? Mày có muốn xin gì không? Xin gì anh cho giữ dằn ta ngon em giờ em hết tiền rồi anh cho em xin mới được không? Ok là cho mày một xị luôn anh cho mày một xị được không? Em phái chiếc xì bo của anh nữa cho em luôn được không anh ba? Ok cho mày đó. Rồi dạ anh còn xài không mấy cho em luôn đi. Ok cho mày đó. Cái gì cái hàng Quân này trời. Quân kêu làm gì ông nội? Kêu ra tặng cho bà món quà chứ cái gì. Tặng gì mày có quà cáp gì tặng? Trời ơi tặng món quà bao đảm hôm luôn không phù hợp với bà luôn. Phải có cúng sẵn nè. Giờ bà nhắm mắt lại. Thấy bà mày dưới đâu nha. Ừ nhắm mắt lại đây bây giờ giơ tay lên đi tôi tặng bà liền. Ừ tao nhắm mắt mà mở mắt ra không có là mày thấy cái cảnh cuộc đời mày với tao à. Nhà thử bán không à. Ôi tình yêu anh xưa đẹp lắm con ơi. Thằng chó này nè địch mày đợi tao ra mày địch chó bỏ nha con. Dạ. Thôi từ từ.
với mẹ. Bà già chứ bà còn đọc lắm nha con. Từ từ. Nghe con.